Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình có giới thiệu đây là lô 18 cây cần. Và ở đây là mình có là 7 cây cần dây trong và 10 cây cần còn lại là 10 cây ISO. Và giá mình báo đây là chưa bao gồm phí ship. Ship có toàn quốc là 40 ngàn một đơn. Thì ở đây mình có là hôm nay dây trong về, mình có là dây trong câu cá hanh có giò dẻo và có cả dây trong lua nữa nha các bạn. Thì ở đây mình giới thiệu cái thứ nhất. Cái thứ nhất ở đây mình có là một cây hiệu Ryobi nha. Đây, cái này là hiệu Ryobi Nhật, dài là 2m1, độ cứng là 10, rất là dẻo nha các bạn. Đây, ngọn rất là mạnh, ngọn rất là dịu. Dây trong câu cá, cây này là dùng để câu cá hanh hoặc cá giò nha các bạn, cực kỳ nhạy luôn nha. Cần dây trong là chất của nó đa phần là, nói chung là cần dây trong thì thường của nó carbon, chất carbon của nó là carbon đời cao sau này, nó là chất khá là dày, carbon khá là dày nha các bạn, phôi khá là dày. Thì cây này bát của nó là bát Fuji Standard, gốc khá là nhỏ gọn nha, màu trắng sữa như thế này. Đây, cây này ngoại hình phải mới tầm 85-90%. Phần khoen của nó là khoen Fuji Seed nha các bạn. Đây, khoen Fuji Seed. Đây là khoen vào trong giống cần này, dây trong khoen trong này là khoen Fuji Seed, rất là mảnh, rất là bóng. Đây, đầu khoen của nó đây. Thì cây này là dài 2m1, 2 khúc. Phần cán rất là nhỏ gọn nha, cây này rất là nhẹ. Cây này mỗi khúc của nó dài là 109cm. Nặng là 110g nha các bạn. Cây này là cây số 1 nha. Độ mới thì cây này còn rất là đẹp, mới tầm về 90% nha. Đây, không có một vết rầy xước luôn nào luôn nha các bạn. Ngoại hình tổng thể là như thế này. Cái này là cái số 1, câu cái hành cái giò số 1, giá là 800. Tiếp đó là số 2. Số 2 ở đây mình có là một cây cần dây trong, cây này là dây trong để câu bè nha. Hiệu cái này là hiệu Alpha Tucker Hàn Quốc, dài 1m6, 2 khúc như thế này. Khoen của nó là khoen Fuji Seed. Đây các bạn, khoen Fuji Seed này, rất là bóng. Còn dây trong thì khoen nó nằm ở trong cái giống cần nha các bạn, tại vì dây chạy trong ống cần. Thì cái này là dài 1m6 câu bè, rất là cứng nha. Đây, rất là cứng. Hiệu Alpha Tucker Hàn Quốc. Phần cán như thế này nha các bạn. Cán của nó là cán mút xốp. Bát của nó là bát Fuji DBS. Bát vặn như thế này. Cái này là dài 1m6, 2 khúc. Mỗi khúc của nó là dài 86cm. Nặng là 190g. Cái này câu bè thì bao cứng luôn nha các bạn. Cái này là cái số 2, giá là 600.000. Đây. Cái này thì có trầy xước ít nha, mới tầm 80%. Đây, vết trầy ở đây. Cái trầy này là trầy rất là nhỏ nha, cái này thì có thể lau được. Thì cái này là cái số 2, giá là 600.000. Cây số 3. Số 3 ở đây mình có cây này là hiệu Cactin của Hàn Quốc nha các bạn. Cây này là dài 2m1 và độ cứng là 20. Khoen của nó là khoen Fuji Seed. Đây, khoen Fuji Seed. Cái này là dài 2m1 2 khúc nha các bạn. Dài 2m1 2 khúc. Ngoại hình tổng thể như thế này. Màu của nó là màu ghi xám. Ngoại hình thì có trầy xước nhưng không đáng kể nha. Phần cán là phần tay cầm là mút xốp như thế này. Đây, góc cần của nó là mút xốp như thế này. Bát của nó là bát Fuji DBS. Cái này là dài 2m1,
và mỗi khúc của nó là dài 109 cm. Nặng là 170 gram. Cái này là cái số 3. Số 3 giá là 450.000. Không có trầy xước, màu xám thì nhìn nó hơi cũ nha các bạn. Cái này mới tầm 70%. Tại vì màu xám thì nhìn nó hơi cũ hơn một tí thôi. Tiếp đó là cái số 4. Số 4 ở đây mình có cái này cũng là một cây của hiệu Captain nha, Made in Korea này. Cây này là dài 2m7, độ cứng cái này độ cứng 50, dài 2m7 hai khúc như thế này. Đây phần cán của nó là cán mút xốp. Cán mút xốp, phần bát của nó là bát Fuji DVS bát vàng. Bát Fuji DVS bát vàng như thế này. Hình thì có trầy xước nha. Cái đây là tróc tem mạc nha các bạn. Khoen của nó là khoen Fuji Sheet. Đây. Khoen Fuji Sheet rất là bóng. Cái này là dài 2m7. Mỗi khúc là dài 40 cm. Nặng là 290 gram. Cái này là cái số 4 nha các bạn. Số 4 giá là 500. Tiếp đó là cái số 5. Số 5 ở đây mình có là một cây 2m7 hai khúc. Cái này dài 2m7, độ cứng 50, tên là Inflex. Hiệu này hiệu Korea Hàn Quốc nha các bạn. Đây. Khoen của nó là khoen Fuji Sheet. Còn dây trong thì chất carbon của nó khá là dày nha. Tại vì carbon của nó là carbon đời cao sau này nên là chất nó khá là dày. Phôi rất là dày nha các bạn. Cái này phần tay cầm của nó nha. Tay cầm là mút xốp như thế này. Bát là bát Fuji DVS. Ngoại hình thì cái này mới tầm 80-85%. Có trầy xước mà rất là nhỏ nha các bạn. Đây, ngoại hình tổng thể là như thế này. Dài 2m1 hai khúc. Mình nhầm nha, 2m7 hai khúc, nặng là 300 gram. Cái này là cây số 5 nha. Số 5 giá là 600.000. Tiếp đến là cây số 6. Số 6 ở đây mình có cái này là một cây lua, lua dây trong nha các bạn, lua rút. Thì cây này hiệu là Sea Tiger của Hàn Quốc nha, in Korea này. Cây này là 2m7 ba khúc. Và là cần câu lua, độ cứng là 20. Ai khoen lua này. Khoen Fuji Sheet. Thì cần rút thì các dao các khoen của nó là nằm trong cái ống cần ở trong các khớp nối đó nha các bạn. Mỗi khúc của nó đều có khoen trong ống cần. Ngoại hình tổng thể là như thế này nha. Đây là phần cán của nó, tay cầm là mút xốp. Bát là bát Fuji DBS, bát vặn. Các dấu ở trong thì còn khá là đẹp nha các bạn, không có rầy xước gì nhiều nha. Đây. Khoen của nó là khoen Fuji Sheet như thế này. Cái này là dài 2m7 ba khúc, rút về là còn rút về ngắn nhất là còn 96 cm, nặng là 210 gram. Cái này là cây số 6. Số 6 giá là 650.000. Ngoại hình tổng thể là như thế này nha. Thế đó là cây số 7. Số 7 đây mình có là cây này là một cây hiệu Daiwa nha các bạn. Đây, hiệu Daiwa này. Cây này là dài 4m và độ cứng là 50. Được sản xuất ở Taiwan nha.
Taiwan xuất Nhật này. Đây cần rút một, nó là cần rút như thế này nha các bạn. Đây phần tay cầm này. Bát của nó là bát đời cao nha. Bát đây qua đời cao như thế này. Bát bạn. Cán cầm là mút xốp. Khoen của nó là khoen Fujisit hết nha các bạn. Cái này chất của nó là chất carbon sơn ít toàn thân như thế này nha. Carbon sơn ít dài 4m và độ cứng 50. Thì cần mà độ cứng tầm 5, cần dây trong mà độ cứng tầm 50 thì tải cá tầm lên cá 15kg là bình thường nha các bạn. Rất là cứng. Và phôi của cần dây trong rất là dày. Đây khoen của nó là khoen Fujisit như thế này nha. Cái này độ mỡ của nó tầm 80-85% nha các bạn. Còn rất là đẹp. Ngoài hình tổng thể như thế này. Cái này là dài 4m. Rút gọn về là còn 1m1. Nặng là 350g. Cái này là cái số 7. Số 7 giá là 850.000. Dây trong sơn ít nha. Cái số 8. Số 8 ở đây mình có là một cây, cây này là một cây ISO nha các bạn, cần tay trợ máy. Và mình cũng cần tay trợ máy là cần tay là một dạng câu như cần tay có máy thêm để hỗ trợ, nó không có thể dùng câu lục được nha các bạn. Là có một số khách là cứ mua đặt cần ISO về câu lục rồi là bảo sao không câu lục được. Thì mình không khuyến khích mua còn ISO để câu lục. Nên là các khách xem kỹ giùm mình nha. Thì ở đây mình có cái này là cây Master. Cái này là hiệu hàng Trung xuất Nhật nha các bạn. Đây. Cái này là hiệu hàng Trung xuất Nhật. Dài 3m6 và đọt 1.5. Không. Đây. Ngoại hình tổng thể nó là như thế này. Phần cán của nó là được sơn nhám. Cái này bát của nó là bát thường nha. Bát gặp bát thường. Chất carbon. Độ mới thì cái này mới 80-85%. Còn khoen của nó là khoen chrome nha các bạn. Khoen chrome như thế này. Thì cây này có tất cả là đây. Cây này có tất cả là 8 khoen bao gồm cả đầu bu. Có tất cả là 4 khúc bao gồm cả ngọn nha. Và các giống ở trong của nó thì còn khá là đẹp. Cái này là ngọn 1 ly 7 nha các bạn. 1.5 ngọn 1 ly 7 tương ứng với độ cứng là tầm 3H bên cần tay. Dài là 3m6. Rút về là còn 97 cm. Cái này nặng là 160g. Gốc của nó là phi 22. Ngoại hình tổng thể là như thế này nha các bạn. Đây. Cái này là cây số 8, giá là 350.000. Một cây cần hàng Trung xuất Nhật. Tiếp đến là cây số 9. Số 9 ở đây mình có cái này là hiệu Silent Master, hàng Korea xuất Nhật nha. Cái này là một cây Korea xuất Nhật. Đây, ngoại hình tổng thể. Phần cán của nó khá là nhỏ gọn nha các bạn. Cán phi 22. Bát của nó là bát HBS20. Bát vặn. Khoen của nó là khoen Fuji nha. Cái này là khoen Fuji loại xứ đen. Cái này có tất cả là, đây các bạn, có tất cả là
9 khoen bao gồm cả đầu bu. Khoen lớn nha, cái này là cây khoen to. Ngoại hình thì cái giống đầu tiên này, cái giống thứ hai này có hơi trầy xước nha các bạn. Cái giống đầu tiên thì khá là đẹp. Giống thứ hai này hơi trầy xước như thế này. Đây, đi trầy xước như thế này. Cái này thì giống thứ hai bị trầy xước, còn khác các giống khác thì còn khá là đẹp nha. Mới tầm 70-75%. Ngọn này là ngọn 1 ly 8. Này khá là cứng nha các bạn. Cái này ngọn số 3.5 thì tương ứng với độ cứng tầm 5-6 h bên còn tay. Dài là 5, dài là 4,5 m. Rút về là còn 107 cm. Nặng là 290 g. Cái này là cái số 9, giá là 700.000. Tiếp đến là cây số 10. Số 10 ở đây mình có là một cây Suyumi nha các bạn. Suyumi là hàng Hàn Quốc nha. Cây này là một cây Suyumi đời cao, dài 5,3 m và ngọn số 1 tương ứng độ cứng tầm 2 h bên cần tay. Bát của nó là bát đời cao như thế này, bát Fuji Stainless. Đây, phần cán của nó được sơn nhám như thế này nha các bạn. Ngoại hình tổng thể là như thế này nha. Màu của nó là màu xanh đen phối với màu xanh dương đậm với màu đen như thế này. Khoen của nó là khoen Fuji lỡ xứ đen, thì cây này có tất cả là 10 khoen bao gồm cả đầu bu. Các giống ở trong thì còn khá là đẹp nha các bạn. Đẹp, cây này mới tầm 85%. Cái này ngọn mảnh nha, ngọn mảnh câu cảm giác. Ngọn này 0.8 ly. Ngọn này khá là dẻo nha các bạn. Đây, khá là dẻo câu cảm giác. Đối với những ngọn này thì mình câu là mình dìu cá vào nha các bạn. Tại vì mình không có thể giật thẳng cá lên, tại vì ngọn này cũng khá là dìu. Câu cảm giác là chủ yếu. Thì cái này là dài 5,3 m này, ngọn số 1. Đây là một cây Suyumi đời cao. Ngoại hình thì còn khá là đẹp nha, mới tầm 80-85%. Dài 5,3 m, rút về là còn 103 cm. Nặng là 190 g. Cái này là cây số 10. Số 10 giá là 800.000. Tiếp đó là cây số 11. 11 ở đây mình có là cây này là một cây hiệu Shimano. Cây này hiệu Shimano nha các bạn. Dài là 6,2 m. Ngọn là 0.5, ngọn 0.6, dài 6,2 m. Cái này độ cứng tầm 2 h bên cần tay nha các bạn. Ngọn này ngọn mảnh câu cảm giác nha. Tay bát rồi. Cái này là Shimano đời cao nha. Bát Fuji Stainless này. Chất của nó là chất carbon xoắn ít như thế này nha các bạn. Đây, các giống trong và nhìn rõ hơn nha. Cái này rất là đẹp nha. Chất carbon xoắn ít toàn thân như thế này. Cái này còn rất là mới nha các bạn. Sờ vào bóng rất là bóng tay. Ngọn mảnh câu cảm giác.
Ngọn này là 0.8 ly. Đại tư Ấn Độ cứng tầm 1 1 hát rưỡi nha các bạn. 1 hát rưỡi rất là mảnh nha. Ngọn kỳ cực kỳ nhạy luôn. Thì cái này là khoen của nó. Khoen của nó là khoen Fujisit như thế này nha. Cây này đã có tất cả là cái này là có tất cả là 12 khoen bao gồm cả đầu bu. 13 khoen. 13 khoen bao gồm cả đầu bu nha các bạn. Khoen của nó là khoen Fujisit như thế này. Về độ mới thì cây này mới tầm 90 đến 95%, gần như mới hoàn toàn nha các bạn. Còn rất là đẹp. Phần cản cầm của nó khá là nhỏ gọn nha. Cây này cán là phi 21, phi 22. Chất cặp quan sát toàn thân như thế này. Cái này là dài 6m2, rút về là còn 1m, nặng là 200g. Cái này cái số 11 nha các bạn. Số 11 giá là 900.000. Một cây Shimano đời cao, ngọn mảnh, câu cảm giác nha. Gắn ngược tay. Cái số 12. 12 đây mình có là một cây Shimano dài 5m4 và ngọn số 2, được sản xuất ở Indonesia. Thì cái này ngoại hình tổng thể là như thế này nha các bạn. Phần cán của nó là được sơn nhám. Góc hay góc này là phi 21.5. Đây, màu của nó là màu tím phối với màu hồng và trắng bạc như thế này. Bát của nó là bát Fuji FS6. Khoen của nó là khoen Fuji loại sứ đen. Cái này thì có tất cả là 9 khoen bao gồm cả đầu bu nha các bạn. Cái giống thứ hai này hơi trầy xước nha. Đây. Cái này độ mới thì mới tầm 70 đến 75%, trầy xước giống thứ hai nha các bạn. Còn giống giống đầu tiên và cái giống ở trong thì còn khá là đẹp nha. Cái này là ngọn là 1.4 ly, ngọn 1.4 ly. Cái này độ cứng tầm 3H4H bên gần tay nha các bạn. Dài 5m4. Rút về là còn 1m. Nặng là 220g. Cái này là cái số 12. Số 12 giá là 700.000. Đây ngoại hình tổng thể nha các bạn. Số 12 giá 700. Tiếp đến là cây số 13. 13 ở đây là một cây hiệu Osaka nha các bạn. Osaka hàng nội địa Nhật. Cái này là dài Osaka dài 3m3, dạng ngoài bút như thế này. Đây các bạn. Cái này khá là nhỏ gọn nha. Bát của nó là bát Fuji FS6 này. Phần cán. Cái này xét về độ mới của nó thì mới tầm
85 đến 90% nha các bạn, còn rất là mới. Nó giống ở trong thì khá là đẹp nha. Cái này là ngọn số 1, tương ứng độ cứng 2H bên cần tây. Ngọn này là ngọn mảnh cao cảm giác. Khoen của nó là khoen Fuji loại sứ đen. Cái này có tất cả là, đây các bạn, cái này thì có tất cả là 9 khoen bao gồm cả đầu bu. Ngọn này ngọn mảnh độ cứng tầm 2H, 2H bên cần tây nha các bạn, khá là mảnh, câu cảm giác nha. Cái này là ngọn 0.7 ly, ngọn dẻo, đây khá là nhỏ gọn. Cái này là dạng ngòi bút, góc của nó là góc phi 21.5 này, dài là 3m3, rút về là còn 77 cm. Nặng là 140 gram. Cái này ngoại hình còn rất là đẹp nha các bạn. Cái này là cây số 13, giá là 700.000. Cây số 14. 14 ở đây mình có là cây này là một cây hiệu hàng nội địa nha. Tên là đây. Hiệu nó ở đây mình bị mờ hết rồi các bạn. Cái này là dài, cái này dài 4m8. Đây, bị mờ tróc tay mặt rồi các bạn. Cái này là dài 4m8 và ngọn số 2, tương ứng độ cứng là tầm 3H bên cần tay. Đây, phần cán của nó, cán của nó được bóng nhỏ như thế này. Phần cán được bóng nhỏ, hiệu của nó tên là 2 carbon HH, carbon red, carbon đỏ. À đây nha các bạn, ở đây nó có in hiệu của nó luôn nha. Đây là một cây hiệu Gamakatsu. Đây các bạn, hiệu Gamakatsu này. Cây Gamakatsu đời cũ. Khoen của nó là khoen Fuji loại sứ đen. Cây này thì có tất cả là 11 khoen bao gồm cả đầu bu. Ngọn số 2 tương ứng độ cứng tầm 4H bên cần tay nha. Màu của nó là giống của nó là màu đen các bạn. Hơi trầy xước, cái này mới tầm 5. Ngoại hình tổng thể là như thế này. Ngoại hình là có trầy xước, cái này thì mới tầm 65 đến 70%. Tại vì nó màu đen nên trầy cũng khá là khó thấy nha các bạn. Mình nhìn kỹ thì mình mới thấy được. Ngọn số 2. Ngọn này là ngọn 1.7 ly. Dài là 4m8. Rút về là còn 96 cm. Nặng là 320 gram. Cây này là cây số 4, số 14, số 14 giá 700.000 nha các bạn. Hiệu Gamakatsu là một hàng nội địa cần xịn bên Nhật nha. Cây này là cây đời cũ. Số 14 giá là 700.000, ngoại hình tổng thể như thế này. Có trầy xước nha các bạn. Cây số 15. 15 ở đây mình có cây này là một cây rose, tên của nó là rose tap. Đây. Của Anfalou gì, này là hiệu Hàn Quốc. Dài là, cây này là dài là 4,5 m, ngọn số 5. Số 5 là ngọn tương đối cứng nha các bạn. Đây.
Ngoại hình tổng thể là như thế này. Bác của nó là bác Fuji FS8. Ngoại hình thì cây này trầy xước nhẹ nha các bạn, mới tầm 75%. Khuyên của nó là khuyên Fuji. Thay khuyên của nó là khuyên Fuji. Loại sứ đen cái này là có tất cả là, cái này là có tất cả là 7 khuyên bao gồm cả đầu bu. Khuyên này là khuyên to nhớ bà. Ngọn này là ngọn 2 ly 2. Đây, ngọn khá là cứng nha. Cây này ngọn rất là cứng nha các bạn. Và độ cứng tầm, cái này độ cứng tầm 7H bên cần tây. Dài là 5 m, là dài là 4,5 m, rút về là còn 103 cm. Nặng là 310 g. Cái này là cây số 15. Số 15 giá là 700.000. Tiếp đấy là cây số 16. 16 ở đây mình có cây này là cây biết hết, hiệu Hàn Quốc. Dài là 5,4 m, ngọn số 3, tương ứng độ cứng tầm 6H bên gần tay. Phần cán khá là nhỏ gọn. Đây, gốc này là gốc Phi 22. Bát của nó là bát Fuji FS6. Khuyên là khuyên Fuji, loại sứ đen. Cây này có tất cả là, có tất cả là 10 khuyên bao gồm cả đầu bu nha các bạn. Màu của nó gần như là màu xanh lục. Độ mới thì cây này mới tầm 70%. Có trầy xước. Giống thứ hai này ơi, trầy xước nha các bạn. Trầy xước vết cũng khá là nhỏ thôi. Không có vết nào trầy sâu rồi. Nó có trầy như thế này nha các bạn. Ngọn số 3. Ngọn này là ngọn 1,7 ly. Khá là cứng nha. Thì cây này là dài 5,4 m, rút về là còn 104 cm. Nặng là 280 g. Cái này là cái số 16 nha các bạn. Số 16 giá là 700.000. Cách giống ngoài thì đẹp, giống trong thì có trầy xước. Có cái trầy nhỏ nha các bạn. Tiếp đến là cây số 17. 17 đây mình có là cây này là một cây đai hoa đời cao nha. Vì đai hoa nha các bạn. Bát của nó là bát đai hoa đời cao như thế này. Bát đai hoa titanium này. Dạng ngọn thấp nha các bạn. Dạng như ngòi bút đời cao bây giờ. Thì cây này là dài 5,3 m, đọt số 1, tương ứng độ cứng 2H bên cần tay. Chất của nó là chất carbon xoắn ít toàn thân như thế này nha. Xoắn ít toàn thân như thế này. Về khuyên của nó, cái này khuyên của nó là, đây các bạn, như các bạn thấy ở đây là nó có hai loại khuyên này. Khuyên của nó là khuyên Fujisit. Đây 2, 4, 6, 8, 8 cái khoen Fujisit. Còn lại là 4 cái khoen này là, khoen này là đã bị thay rồi nha các bạn. Khoen này là bị thay rồi. Khoen này là khoen Fuji thường. Chắc là bon xoắn ít. Ngọn mảnh câu cảm giác nữa mà. Ngọn này là ngọn 0,9 ly, ngọn dẻo nha. Ngoài hình thì cây này có trầy xước.
Cái này hơi rầy xước nha. Rầy cái giống đầu tiên nha các bạn. Cái giống ở trong thì còn khá là đẹp. Đây có vết rầy đây. Ngoại hình tổng thể là như thế này. Cái này là dài 5m3, rút về là còn 115cm, nặng là 150g. Cái này là cái số 17, giá là 750.000. Tiếp đến là cái số 18. 18 ở đây mình có, đây các bạn, cái này là hiệu Trademark nha, Trademark hàng nội địa Nhật nha các bạn. Cái này là dài 5m4, ngọn 1.5, tương ứng độ cứng tầm 3H bên phần tay. Phần cán của nó là được quấn nhựa như thế này, quấn nhựa khá là đẹp. Góc này là Phi 23, bát của nó là Fuji F6. Ngoại hình thì bị trầy xước cái giống đầu tiên thôi nha các bạn. Cái giống ở trong thì còn khá là đẹp nha. Đây, cái giống đầu tiên là có trầy xước và vết trầy cũng khá là nhỏ. Cái này trầy không có đáng kể nha các bạn. Ngoại hình còn khá là đẹp. Thì khuyên của nó, đây, cái này khuyên của nó là khuyên Fuji loại sứ đen. Cái này có tất cả là 10 khuyên bao gồm cả đồ bu. Ngọn này là ngọn 1.2, độ cứng đây. Ngọn 1.2, độ cứng là tầm 2H rưỡi bên cần tay nha các bạn. Ngọn này cũng là dạng ngọn mảnh có cảm giác. Dài là 5m4, rút về là còn 102cm, nặng là 275g. Cây này là cây số 18. Số 18 giá là 750.000. Đây ngoại hình tổng thể nha. Thì ở đây mình đã giới thiệu qua tất cả là 18 cây cần. Thì các bạn lấy cây nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số là 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.